Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng chia sẻ về cái chủ đề đấy chính là những cái điều bạn làm khiến người xung quanh luôn luôn phải nể phục, khâm phục và yêu quý các bạn. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngay bây giờ nhé. Cái điều đầu tiên mà nó khiến cho mọi người rất là yêu quý và cũng như muốn ở gần các bạn nhiều hơn, đấy là một người không bốc phét và khoe của. Các bạn thân mến, một cái sự thật đáng buồn đó là ở trong cái thời đại của chúng ta bây giờ có quá nhiều người có cái thói quen là thích bốc phét và khoe của cải của mình các bạn ạ. Ví dụ có những người mà lương của chồng của vợ mình chỉ 5 triệu, 6 triệu thôi nhưng toàn đi bốc phét là 20 triệu. Hoặc là có những người thì hay đi bốc phét lương của con mình á, ví dụ được chục triệu thôi đi bốc phét với cả làng, cả thiên hạ là con tôi 40 triệu một tháng, thậm chí bốc lên thành hàng trăm triệu nữa các bạn ạ. Bốc phét nó nhằm thể hiện một cái mục đích, đấy là khoe khoang. Mà các cụ thường có một cái câu là thùng rỗng thì kêu to các bạn ạ. Càng là những người giàu có thực sự ấy thì họ lại càng bí mật, họ lại càng giữ những cái đó, họ không có tiết lộ ra. Nhưng càng là những người không có tiền, càng là những người bất tài vô dụng thì lại thích khoe khoang, khoe của. Cho nên những cái người mà khoe khoang, khoe của ấy, thì sẽ khiến người khác rất là ghét, rất là khinh. Bởi vì mình khoe nhưng mà thực tế nó chỉ có thế thôi, đúng không? Thực tế nếu mà kiếm được nhiều tiền như thế thì cuộc sống đã không khổ sở như thế này. Thì đương nhiên là người ta có thể nhìn thấy là ai có tính bốc phét hay không, ai có tính khoe của hay không. Và nếu như các bạn là những người mà thực sự là mình có thể giàu đấy nhưng mà mình không khoe khoang, mình không khoe của, thì mình sẽ được mọi người rất là yêu mến và mình sẽ được mọi người tôn trọng. Cho nên đấy là cái điểm đầu tiên để mọi người tôn trọng mình. Cái điểm thứ hai khiến các bạn được ngưỡng mộ, tôn trọng và được mọi người yêu quý, đấy là các bạn không trọng hư danh. Trong xã hội của chúng ta bây giờ có rất nhiều người trọng hư danh, đôi khi là chỉ vì oai với mọi người thôi mà làm cái này cái kia, mà đôi khi là khiến cho bản thân đưa vào những cái tình trạng tài chính nó rất là khổ sở. Ví dụ bản thân thì không có tiền, ít tiền, nhưng mà cũng phải sắp xếp với nhau cho oai để mà mua một cái xe ô tô to để đi qua đi lại cho dân làng ngắm hoặc là những người thân ngắm, và rồi để người ta nói rằng ôi giàu quá, nhiều tiền quá, mua được xe đẹp quá. Nhưng thực ra đằng sau đấy là kéo cày trả nợ, ăn không dám ăn, thậm chí chỉ vì cái sự nghiệp khoe khoang mà một vài hôm như thế thôi, xong rồi về sau không có tiền đổ xăng còn không dám là vác xe ra ngoài và không nuôi nổi cái xe đó. Đó các bạn ạ. Và đấy là cái tác hại của việc trọng hư danh. Đương nhiên nếu các bạn mua xe hoặc là mua những cái gì đấy mà để cho phục vụ cho công việc của các bạn, nó có thể khiến cho bạn kiếm được nhiều tiền hơn thì mình không nói làm gì. Nhưng mà nếu rất nhiều người, nhưng mà có rất nhiều người chỉ vì hư danh thôi, mua về chỉ để cho mọi người ngắm thôi, để cho oai, để mọi người khen mình giàu thôi, thế thì thực sự là không nên một chút nào. Đấy, đấy là những người đã trưởng thành rồi. Còn có những bạn là học sinh sinh viên thôi, hoặc là mới ra trường đi làm thôi. Mình đã có nhìn thấy những cái bạn mà mới đi làm ấy, lương khoảng 4-5 triệu thôi nhưng sẵn sàng mua một cái điện thoại iPhone giá 30 triệu để rồi trả góp dần dần bằng lương của cả nửa năm của bạn đấy. Nhưng để chỉ để làm gì? Chỉ để oai thôi, chỉ để mọi người nhìn thấy mình sang thôi. Trong khi bản thân mình phải chắt cóp, mỗi một ngày ăn mì tôm để nuôi cho cái iPhone đấy, xong rồi một năm sau nó rớt giá chỉ còn có một nửa thôi. Đó các bạn. Đấy, chỉ vì oai, chỉ vì hư danh thôi. Thì nói chung mình biết là xã hội này nó cũng có rất là nhiều người bị ép buộc phải đưa vào cái vòng gọi là ham hư danh như vậy. Nhưng mình hy vọng rằng các bạn cũng đừng bao giờ dấn thân vào đấy, để rồi mà bản thân phải khổ sở. Bởi vì sao? Bởi vì thứ bạn có được là gì? Cứ cho là thiên hạ người ta thấy bạn dùng một cái xe xịn, một cái điện thoại xịn đi, người ta có tấm tắc khen đi, thì nó cũng chỉ được một cái câu như vậy. Rồi về đối mặt với cái món nợ đấy là các bạn chứ là ai, tội gì mà phải như thế, đúng không? Hơn nữa là có phải ai người ta không khen các bạn đâu, có đầy người người ta biết rõ cái tình hình tài chính của các bạn, người ta thấy như thế người ta còn khinh mình á. Bởi vì tiền nó không có mà lại còn thích chơi sang, đúng không? Đấy, cho nên là một người mà được tôn trọng ấy sẽ là một người không kham hư danh các bạn ạ. Kiểu người số 3 mà sẽ khiến cho người khác rất là tôn trọng và ngưỡng mộ, đấy là những người mà sẵn sàng làm từ thiện theo khả năng của mình. Bởi vì tất cả những người mà có lộc, có phúc ở trong cuộc sống này thì mình nhận ra một cái điểm chung của họ là tất cả họ
đều có cái thói quen là làm từ thiện, có thể là làm mỗi tháng hoặc là định kỳ làm, và hoặc là có những cái sự kiện nào đó thì họ làm, bởi vì họ luôn luôn có cái tâm lý là mình cống hiến những cái thứ mà mình làm ra được, đấy là cái lộc của mình cũng phân phát những cái lộc của mình đi cho những cái người mà khó khăn hơn mình, thì bằng cái cách đấy người ta còn thu hút nhiều lộc hơn nữa. Và cái lợi ích thứ hai cho những người mà sẵn sàng làm từ thiện ấy, đấy chính là họ sẽ có một tâm hồn rất là bình yên. Thứ nhất, họ tin rằng với những điều tốt đẹp mình làm ấy, mình không có hổ thẹn với lương tâm gì cả, mình biết rằng mình tốt thì mình sẽ có những cái quả tốt đó. Chính cái đó nó tạo nên một cái niềm tin và cái sự bình yên trong tâm hồn cho mỗi một người mà họ có thể làm những điều tốt. Còn chỉ những người mà lừa dối người khác, lừa đảo người khác thì về sẽ không thể nào mà ngủ yên được, và sẽ luôn luôn sống trong lo sợ đó các bạn. Cho nên làm từ thiện không hẳn là chỉ vì tốt cho người khác đâu, mà còn vì tốt cho chính mình nữa. Mình được tôn trọng là cái thứ nhất. Cái thứ hai, mình cảm thấy bình yên trong chính tâm hồn của mình. Cái thứ ba, mình thu hút nhiều hơn những cái điều may mắn. Mình chẳng thiệt đi đâu cả các bạn ạ. À, cái điểm số 4 ở một người mà sẽ khiến cho đối phương và những người gặp bạn sẽ rất là ngưỡng mộ và tôn trọng, đấy là bạn có cái sự tôn trọng đối với đối phương và nói về những cái điểm tốt của đối phương, chứ không phải gặp nhau là thích cà khịa hay nói bóng nói gió, nói cạnh khóe nhau thì không phải như vậy. Ví dụ mình thấy một cái tình huống như thế này, bạn thì con nhà hàng xóm họ đỗ đại học rồi chẳng hạn, thì nhiều khi có những người sẽ vô tình mà nói ôi dồi đỗ đại học thì bây giờ đứa nào mà chả đỗ đại học, thì thành ra là mình lại coi khinh, thì đương nhiên là đối phương người ta sẽ không thích nghe mình và người ta cảm thấy khó chịu và người ta không thể yêu quý mình được rồi, đúng không? Nhưng ví dụ bạn đến nhà người ta chơi thấy con người ta đỗ đại học thì chỉ cần nói một câu là chúc mừng họ thôi, hoặc là khen họ con họ một vài câu, hỏi thăm xem là trường nào, như thế nào, ở đâu, chuyên ngành gì, đúng không? Đấy, khi bạn nói về những cái tốt của họ mà không cạnh khóe, không thể hiện sự ghen tị của mình, thì đấy sẽ là một người được yêu và được tôn trọng. Và cái điều số 5 ở một người mà sẽ được người khác tôn trọng và ngưỡng mộ và yêu thương, đấy là một người không bao giờ chê những cái đồ người khác dùng là rẻ tiền, hay là khinh bỉ những cái sự quê mùa mộc mạc của người khác. Có rất nhiều người nghĩ rằng mình vô tư, hoặc là mối quan hệ quá thân thiết rồi, hoặc là mình có điều kiện kinh tế tốt hơn, thì bắt đầu là chê bai những cái đồ người khác dùng. Dùng đồ như thế này thì dùng làm gì, với mặc như thế này thì xấu lắm, vân vân và vân vân. Cứ chê người ta như thế thì làm sao người ta yêu quý mình cho được, đúng không? Cho nên một người được yêu quý sẽ là một người dù mình có điều kiện tốt hơn thì cũng đừng bao giờ chê bai là người khác dùng đồ rẻ tiền, hay là chê bai là người ta phải thế này, phải thế kia, phải dùng những đồ đắt tiền hơn cơ, thì người ta sẽ không vui các bạn ạ. Và đó là những cái điều mà mình muốn chia sẻ với các bạn ngày hôm nay, để chúng ta luôn luôn được mọi người xung quanh yêu mến và tôn trọng. Hôm nay chương trình của chúng ta sẽ tạm thời kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.